kéo dài từ Tây Nguyên xuống Hà Tiên, Việt Nam có trên 20 cửa khẩu lớn nhỏ trên đất liền, nối với Campuchia. Có hai điểm khác biệt giữa cửa khẩu Việt Cam với cửa khẩu Việt Trung là uy tín của các nhà buôn Việt ở phía Bắc lớn hơn rất nhiều so với đối tác bao nhiêu, thì ở các cửa khẩu phía Nam, uy tín của nhà buôn Campuchia lớn hơn nhà buôn Việt Nam bấy nhiêu. Và nếu như các món hàng tuồn vào các cửa khẩu phía Bắc kém chất lượng bao nhiêu, thì tại cửa khẩu phía Nam, hàng hóa giao thương lại có giá trị bấy nhiêu. Giá trị này đôi khi nhập nhằng giữa hàng thông thường với cả hàng quốc cấm như ngà voi. Bắt nguồn từ Cà Mau, nó lên giao giống như cho giao cho mình vậy đó, thì giống như ở bên Campuchia nó đặt hàng của mình bao nhiêu nãy, tại vì nó không có đặt quầy, nó đặt của mình bao nhiêu nãy gì thôi, rồi mình cứ lãnh cho người ta, rồi mình sang cho người ta vậy à, chứ mình cũng không có thu nhập gì nhiều. Rồi cứ qua bển thì nó muốn tiêu thụ đâu đó thì kệ nó, mình không biết. Thì mình chỉ lãnh sang cho nó, thì nếu nó có ưa chuộng chuối của mình thì nó ưa chuộng chuối của Cà Mau nhiều hơn, tại vì trái nó nhiều. Còn Hậu Giang thì nó ít ưa chuộng, tại vì bụng nó cục với trái nó ít nữa. Tại vì rồi với thường thường là nó nhập đi qua bên Nam Giang nhiều, đêm gì cũng khoảng mấy chiếc xe. Ngày mua ngày cỡ không chừng có ngày 10 tấn, 5 tấn, 6 tấn, 5 tấn, 7 tấn nó không chừng. Muối nó chở xuống nhiều mình mua nhiều. Xuống ít mình mua ít. Lượng hàng hóa trong đó gồm trái cây, dầu ăn và mì ăn liền lưu thông qua cửa khẩu Hà Tiên có thể mỗi ngày lên đến hàng trăm tấn. Trong đó, lượng hàng từ Việt Nam xuất sang Campuchia chủ yếu là dầu ăn, chuối, sản phẩm nhựa và mì ăn liền. Ngược lại, hàng hóa từ Campuchia sang Việt Nam chủ yếu là trái xoài và một số sản phẩm khác như nước hoa, rượu ngoại và cả ngà voi. Bởi khu biên giới Việt Cam, ngay tại đất Hà Tiên, có một khu dành riêng cho người Campuchia sinh sống. Họ vẫn mang quốc tịch Campuchia nhưng lại có nhà trên đất Việt Nam và được cấp giấy tạm trú dài hạn để làm ăn, sinh sống trên đất Việt Nam. Làm thuê như chở đồ, mướn đồ ngay cửa khẩu qua bên cửa khẩu Miên qua cửa khẩu Việt. Xã ở ngay xã Mỹ Đức, gọi cái thẻ đó là của người Campuchia ở bển người ta lâu, đâu qua Việt Nam mình cấp cái thẻ bên Campuchia và qua lại tự do. Người ta đã có người dân tộc và người bên á, Campuchia nó ở giáp biên giới Việt Nam, ta với người Campuchia bên nước Campuchia qua Việt Nam chủ yếu là hai người đó liên kết với nhau, hoặc người ba tàu ngày xưa họ có làm ăn lâu rồi. Họ biết tiếng Tàu, tiếng Tiều, tiếng Campuchia, nói chung tiếng Trung Quốc này kia là người ta biết hết. Rồi người ta làm ăn với nhau không à. Còn nói chung người Việt Nam mình ít người thành công. Tại vì người ta đa số là mấy người có gốc Campuchia, như gốc Tiều. Cũng 70% là như vậy. Tại vì thường xuyên là người Campuchia nó qua làm ăn với biên giới mình không à. Nó làm ăn thì cái thứ nhất là nó giữ cái uy tín. Cái thứ hai nữa là nó không có này kia, nó không, nói chung là cũng khó diễn tả lắm. Theo một người không muốn nêu danh tánh, sống gần cửa khẩu Hà Tiên chia sẻ, thì thỉnh thoảng ngà voi được chuyển sang Việt Nam theo đường chạ rừng ngập mặn, hoặc một cửa khẩu nhỏ hơn là cửa khẩu Xà Xía, cách cửa khẩu Hà Tiên chừng 5 km. Người vận chuyển thường che mắt các nhân viên biên phòng ở đây bằng các giỏ trái cây lớn, và thường thì biên phòng nhìn thấy trái cây thì cho đi qua, bởi đồn này không có máy rọi, không có khả năng nội soi các lô hàng. Và câu chuyện giao thương hàng hóa ở các cửa khẩu Việt Trung, Việt Lào, Việt Cam, từ Bắc chí Nam đều có gì đó rất nhập nhằng, từ việc quản lý nhà nước cho đến tư duy buôn bán của nhà buôn Việt.